Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay tôi sẽ tiêu hết tất cả đống nhựa của tôi để farm thành di vật cho ngài Neverlet. Hiện tại tôi đang có 18, 19, 19 nhựa để farm thành di vật. Không biết là bao nhiêu nhựa nhỉ? Những ai mà chơi La Hoàn thì mọi người cũng biết là Neverlet là một con quái vật ở trong La Hoàn. Từ khi Neverlet về là mọi người mới phun sao vào mầm luôn. Và từ hồi đấy tôi chơi thử Neverlet thì tôi cũng phun sao luôn rồi. Đây, tiện thể thì tôi cho mọi người xem luôn cái thành di vật của tôi. Build ngài Neverlet thì mình build về HP này, tỷ lệ này, sát thương bạo kích này, hiệu quả hạp. Nói chung là mấy cái liên quan đến DPS nhưng mà liên quan đến HP, tỷ lệ bạo kích và sát thương bạo kích là chính đúng không? Thì hoa này thì cũng được. Tỷ lệ bạo kích sát thương HP cũng cần, tấn công cũng được. Cái này thì thì cũng hơi bình thường. HP đấy, cái đồng hồ này xịn phết đấy, tỷ lệ hiệu quả nạp tấn công HP và đúng là HP luôn, bốn cái mình cần luôn. Thủy tấn công phòng ngự, cái này thì cũng không được lắm, hơi bị thừa mấy cái này. Và cuối cùng là tỷ lệ bạo kích HP hiệu quả nạp tấn công, nói chung là nó chưa được perfect, hiểu không? Và đây tôi sẽ tiêu cho mọi người xem. Hây! 1080 nhựa. Chưa hết đâu nhá, còn cùng cái này nữa cơ. 1148 nhựa. Rồi, bây giờ mình đi ghép này. Ghép nhựa 28 cục. Thực ra chỉ được giới hạn 5 món một lúc rồi, thì thôi tôi cứ ghép từng cái một cũng được. Rồi, 5 cái trước nhá. Uầy, hôm nay là mình chơi lớn luôn đấy. Là cực kỳ nhiều cho ngài Neverlet, xong rồi lại phải nhịn thêm một thời gian để có nhựa để farm con khác nữa. Nhưng mà hôm nay tôi quyết định là thiếu tất cả nhựa cho ngài Neo, vì ngài Neo quá khỏe. Mọi người hay bảo là vào đúng thời gian nào đấy, vào thời gian nào nó thiêng hơn và thời gian nào thì nó sẽ ra hoặc là nó sẽ không ra. Nhưng mà tôi thì cả kệ con mẹ đi vậy, mình cứ farm thôi. Để xem hôm nay có mọi sự có như ý không. Cry loud. Rồi, tổng thể là mình có 20 mấy nhựa chưa? 1030 nhựa, thôi kệ đi, lần đầu tiên nhá. Có 23 cục đúng không? Đây cục đầu tiên này. Cục thứ hai. Rồi, được hẳn một cái lược. Tấn công sát thương một cái HP. Ô cũng được. Thêm cái tỷ lệ bạo kích nữa là ngon đấy. Rồi, một cái ok nhá. Tiếp. Lần thứ ba này. Đây là cục thứ ba đúng không? Đây là cục thứ ba. Mẹ như gacha ấy nhỉ. Hay. Có một cái lược và một cái lần thứ tư. Rồi, được hẳn một cái mũ. Lần cuối. Cục thứ năm. Chưa gì tôi đã thấy có điểm, mẹ hôm nay farm thành di vật sẽ như cứt rồi mọi người. Nhưng mà thôi, hôm nay tôi đã nói là tôi sẽ tiêu hết đống nhựa này cho Neverlet rồi. Tôi sẽ làm những gì tôi nói. Gacha của cái thành di vật là một chuyện, còn gacha mẹ nâng cấp lên nữa là chuyện khác cơ. Cục đầu tiên của đợt 2. Được hẳn cái đồng hồ. Mẹ tôi nhìn nhầm, đây là mẹ tôi tưởng đây là cái tỷ lệ. À đây là cái hoa mà, không phải đồng hồ đâu. Lần thứ hai của đợt 2. Mỗi đợt là 5 cục đúng không? Thì đây là lần thứ hai của đợt 2. Cục thứ hai của đợt 2.
Đồng hồ. Như cứt. Đợt 3. À nhầm, viên thứ 3 của đợt 2. Được cái đồng hồ, à được cái hoa luôn. Wow, sát thương tỷ lệ nhưng mà phòng ngự với tinh thông. Thôi được rồi, nếu mà nâng lên mà nó lên được cả sát thương tỷ lệ, nó đéo nâng hai cái này thì được. Sát thương tấn công HP HP phòng ngự. Cục thứ tư của đợt 2. Hoa. Ấy, sát thương à hai phòng ngự. Cục cuối cùng của đợt 2. Được, tôi quên mất đây là cái gì rồi. Đây là cái đồng hồ à? Tấn công tỷ lệ HP. Thôi thì chúng ta lại đi nặn thêm 5 cục để làm đợt 3 nào. Không sao, như gacha thôi mà. Có chơi có chịu thôi, không sao hết. Có chơi có chịu ra những cái thánh di vật như cái đầu bụi. Được cái lược. Ô, sát thương tỷ lệ. Cái tiếp theo được hiệu quả nạp là ngon này. Mặc dù cái tinh thông này trông hơi ngứa mắt nhưng không sao. Cục thứ hai. Đéo được cái gì hết. Đây là cục thứ ba thì phải. Yep, cục thứ ba. Hiệu quả nạp, tấn công, phòng ngự. Đây là cục thứ mấy? Cục thứ năm à? Cục cuối cùng à? À đâu, cục thứ tư. Ừ. Được chiếc hoa. Sát thương tấn công phòng ngự hiệu quả nạp. Ok, nếu mà tăng được ba cái này, bỏ qua phòng ngự thì được. Thì được nha mọi người. Đây mới là cục cuối cùng. Ôi, cục cuối cùng đợt 3 là tổng thể mình tiêu 15 cục. 15 cục nhựa. Thôi không sao, phải ba cái này thì làm sao mà là khó tôi. Mình còn đúng 13 cục nữa. Vậy là mình có còn 3 đợt nữa, nhưng mà đợt cuối là cũng mới 3 cục thôi. Thôi được rồi. Cố gắng lên. Nãy giờ không biết được bao nhiêu cái thành di vật mà nó thế giới. Hình như là đếm trên đầu ngón tay được có mỗi 4 cái, 3 4 cái gì đấy. Đầu tiên. Trời ơi, nhựa nó giảm xuống liên tục. Được cái mũ. Mũ như cứt. Ôi giời ơi, giời ơi. Được rồi, được cái lược này, được cái đồng hồ này. Cái lược này như nào đây. Cái HP tấn công hiệu quả nạp. Cái tiếp theo mà tỷ lệ sát thương thì cũng được đấy. Cái tiếp theo mà là tỷ lệ hoặc là sát thương một kích thì cũng được. Nhưng mà nó là HP. Nhưng mà tạm, tạm. Đây cục thứ mấy tôi quên rồi. Giờ tôi chỉ có cắm đầu tôi farm đây. Hai cái lược. Lược đầu tiên, tỷ lệ phòng ngự. Lược thứ hai. Cũng được nhưng bỏ qua phòng ngự này là được. Nếu bỏ qua phòng ngự này thì ok. Đây là cục thứ ba của đợt 3 hay đợt 4 không nhớ. À đâu, đây cục cuối rồi. Tại sao nhanh thế? Được thêm quả lược, tỷ lệ hiệu quả nạp phòng ngự HP cũng được, bỏ qua phòng ngự này thì được. Nói chung là từ ba cái dòng này trở lên mà nó đều ok là ok. Miễn sao nó đừng mẹ full phòng ngự được. Rồi, mình còn 348 nữa. Là còn được được thêm hai đợt nữa, mỗi đợt là được 7 8 cục, 8 cục nữa, được 8 cục nữa. Ở đây, đúng như tôi đoán, 8 cục. Mình là 8 cục đúng không? Ok, mình còn 7 cục. U.
Được cả 10 mũ, được một cái hoa, được một cái đồng hồ. Ok, mũ trước đi. Tỷ lệ sát thương vào kích HP. Nhưng mà đây là tấn công. Hoa. Như cứt. Như cứt. Mình còn 6 cục. Cục này thì vứt đi. Được sát thương nguyên tố lôi. Ôi rồi, à đây là cái ly à? Ờ, nó là cái chai nhưng mà nó ghi cái ly. Sát thương HP tấn công đẹp đấy, nhưng mà cái này không đẹp. Cái này đéo đẹp. Còn mấy cục tôi không nhớ nữa, tôi đang tiêu nốt đi. Còn ba cục còn lại tôi sẽ đếm. Tôi nản lắm rồi. Hoa này. Sát thương tấn công tỷ lệ. Mày là người được chọn. Đấy, ít ra tinh thần nó phải lên lên một tí như thế chứ. Ui, nó còn cẩn thận cho mình thêm hai phòng ngự luôn. Ba cục cuối, ba cục cuối, ba cục cuối. Ba cục cuối, mọi người ạ. Ba cục cuối. Ba cục cuối là hết một đống nhựa tôi cày một nguyên một tháng đấy. Lòng đau như cắt. Cục thứ đầu tiên. Ôi, mặc dù hai cái này đéo đéo liên quan gì nhưng mà ra bốn cái là có cái gì đấy nó rất sắp xảy ra đấy. Hoa. Đấy, đấy, đấy. Nó sắp gì xảy ra đấy, mặc dù hai tấn công sát thêm một kích thì cũng được, nếu mà có thêm tỷ lệ một kích nữa thì ngon hơn. Đồng hồ. Cục thứ hai. Cục thứ hai. Tấn công tỷ hiệu quả nạp tỷ lệ. Cục cuối. Cục cuối, cục cuối, cục cuối. Cục cuối nào. Cục cuối. Kết thúc cho ngày hôm nay. Cục cuối. Cục cuối mọi người ạ. Cái mũ trước đi. À không, không, đây còn 29 nhựa nữa. Ở đây mới là lần cuối này. Đây, đây mới là lần cuối này. Đây mới chính xác là lần cuối. Lần cuối là đúng một lần đấy. Đúng 20 nhựa, không phải là một cục đâu. Cụt con mẹ. Ngài có biết là farm thành viên vào trong ngày khổ lắm không? Thôi, hôm nay tiêu hết 2-3 nhựa, tiêu phát một tháng của tôi đấy. Hình như là phải hơn hơn một tháng để cày được cái đống nhựa đấy. Hẹn mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye và tạm biệt. Giờ tôi sẽ đi build cho ngài Neverlet đây. Thế nhé. Bye bye mọi người.